Chào anh em nhé. Đây là tập thứ 58 của chị học đá quý trên internet. Tôi là Tai Hy Phạm, kênh vàng Tai Hy Phạm. Chúng ta hãy kết nối với nhau bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ video này để gặp gỡ anh nhiều hơn. Anh chị cần tôi hỗ trợ về đá quý và tìm hiểu đá quý, anh chị hãy vào cái Zalo 090 166 555 và gửi hình ảnh và gửi yêu cầu của anh chị vào đó. Ok, chúng ta bắt đầu với chương trình ngày hôm nay. Rất xin lỗi anh chị là bị gián đoạn khoảng một tuần vì công việc có nhiều quá, và anh em cũng gửi sang thì tôi có anh em tôi xem được luôn, anh em gọi điện thì tôi xem được ngay. Thế thì anh chị nào mà cần ngay lập tức thì hãy gọi số điện thoại cho tôi nhá, tôi sẽ xem ngay lập tức cho anh chị. Còn nếu không thì tôi sẽ rảnh rỗi tôi bỏ thời gian ra tôi xem chị sau. Ok, chúng ta bắt đầu chương trình. Chào anh em nhá, tôi đang ở Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ. Chương trình này chúng ta bị gián đoạn khoảng một tuần rồi, công việc rất là bận, và chúng ta tiếp tục chương trình nhá. Tôi không nhớ là hôm nay tập bao nhiêu nữa. Ngọc ơi, tập 58 nhá. Năm. Điện cho Lâm Thảo đi, xong rồi tôi không biết làm được. Đây này, tôi sẽ nói chuyện một số cái sản phẩm này của các anh đấy. Cái viên đầu tiên đây là viên agate, bên trong nó là hốc thạch anh, nó cộng sinh với nhau, hàng này hàng của nước ngoài nhá, tất cả hàng nước ngoài hết. Cái này thì giá trị của nó thì thực ra là nó tùy, bình thường anh em mình mua ở Ukraine cái này nó rơi vào tầm khoảng 15 đô 20 đô một viên, còn giá trị về Việt Nam thì nó tùy anh em cộng vào đây, ông nào thích thêm lon bia thích chai rượu thì cộng vào, nhưng mà là bán quý nhá. Ok, đợt này tôi rất là bận nên là cái công việc thời gian không có nhiều, rất xin lỗi anh chị. Tiếp theo là của anh Vũ Hoàng Quân. Anh Vũ Hoàng Quân gửi cho tôi rất nhiều đồ. Đây là một viên sapphire, cái hàng này là của miền Nam này, cái này cũng là sapphire đen này, cái này cũng là sapphire này, cái này cũng là sapphire, cái này là hai màu nhá, màu xanh và màu đen. Hình như anh ấy là đi buôn rồi chứ không còn đấy nữa. Những cái viên sapphire màu xanh, những cái viên sapphire xanh của anh đấy ở đây trên cái sản phẩm này thì khả năng nó đang đi rồi ạ. Không kệ nó, không quan tâm, không nói chỗ nào, nó đang đợi chị để chốt dịch, nó đi, nó lên ô tô rồi. Bây giờ đi hai xe rồi đấy. Anh Thái, anh Chập Quán. Ui giời, mấy chị em thống nhất thì vừa ấy Thảo điện cho Thái bảo thống nhất ra 16 rồi. Ừ, thôi ra đấy luôn chị ạ. Ra đấy được gì đâu. Anh em uống cốc bia rồi, hôm nay cũng ít, uống nhiều đâu. Cái màu xanh này khả năng là sapphire, nhưng mà tỷ lệ vì bị xử lý rất là cao, còn viên ruby là hàng thiên nhiên nhá. Xin lỗi anh chị nhá, tôi vừa có câu chuyện ở nhà thì có, đây là cái jadeite những ngọc lục bảo. Ô anh ơi, cái này hình như anh đi buôn rồi đúng không? Anh nhiều hàng thế. Đi buôn thì phải quay ra học nhá. Đây là jadeite này. Hàng này hàng Trung Quốc nhá. Đừng có. Nhiều đá. Con bóng cho chú nói chuyện tí, đừng cho nó ấy. Đây là cái vòng tay jadeite này. Cái này nói chung là bác này nhiều vấn đề lắm. Cái này là một dạng thạch anh nhá. Tôi sẽ nói một chương trình riêng về loại thạch anh này. Thạch anh 37 màu. Cái này thì màu sắc của, màu sắc thì là màu sắc của sapphire, nhưng mà tôi nghĩ đây là hàng synthetic. Thế còn anh cần có kiểm định về viên đá này sẽ rất là giá trị nếu mà là sapphire thực sự. Hôm nay tôi đưa mấy mẹ con nó xuống Hải Phòng chơi đang ở nhà ông anh. Rồi, về đợt tiếp theo này. Anh Hồ Thanh Tùng. Anh Tùng ơi, thực ra là em rất là thoải mái với anh, nhưng mà anh nên gọi một cuộc điện thoại, nó dễ dàng hơn. Anh hỏi về đá đấm nó rất nhiều vấn đề.
Bây giờ anh hỏi cái này bao nhiêu tiền thì em không muốn trả lời, tại vì nó liên quan đến nhiều màu sắc lắm. Mà anh cứ nhắn tin thì thực ra em không có thời gian để nhắn tin với anh. Mặc dù anh cũng là có thể là khách hàng tiềm năng của em, nhưng mà thời gian chúng ta rất là ít. Một cuộc điện thoại khoảng 2 phút thôi, nó bằng chúng ta nhắn tin với nhau khoảng 1 tiếng. Có điện anh nhá, số điện thoại của em thì em cho anh ở trên rồi. Anh hỏi cái này là Zubi hay không thì anh cũng lại gọi lại cho em đi, tại vì nó nhiều vấn đề lắm. Tinh thể này là tinh thể gì? Cái này à, nếu mà tinh thể này trông cái vết vỡ của nó thì khả năng nó là thạch anh đấy bạn ạ. Cái là thạch anh khói loại đặc nhá. Anh chụp mờ quá em không nhìn được những sản phẩm này. Có những cái viên anh chụp em nhìn thấy, thế này không dùng được nhá. Sản phẩm này không dùng được. Chung công việc rất là bận, rất là vất vả. Nhưng thời gian dành cho anh em nhiều khi mình xem qua rất là khó. Đây là ruby tự nhiên anh ạ. Ruby tự nhiên, đây cũng là sapphire tự nhiên luôn. Bên thạch anh hồng cũng là hàng tự nhiên. Em ruby màu đỏ là cái nhẫn này. Ok. Bên Campuchia có loại đá rất nặng màu đen, thường vùng đó là đá gì? Anh hỏi vậy thì bó tay, không trả lời được cái vấn đề này. Anh phải có hình mẫu, phải có mẫu sản phẩm. Màu đen mà nặng thì nó thường sẽ có là, nói chung là cái vấn đề nặng hay nhẹ ấy, nó chỉ là một cái vấn đề câu chuyện của anh, nó về định tính, nó không có định lượng, tại vì không biết thế nào là nặng cả. Ví dụ như là so một cái cục sắt với một cục bông thì nó là nặng, nhưng sắt so với vàng thì lại là nhẹ, thế là cái nặng ấy nó không có con số anh ạ, nó rất là khó. Anh mới có thông tin về hình ảnh nhá. Đá này là đá thường anh nhá, cái đá này không phải đá quý rồi. Còn những cái vấn đề này em trước nói chuyện với anh là bên Lào. Thì cái sản phẩm này nó độ tinh khiết nó rất là thấp, không thể mài được. Còn những viên này là viên đá sapphire xử lý của Thái Lan. Cái này là một số tinh thể thạch anh, cái màu đen đấy là tắc tít. Cái miếng này nó là một vài cái tinh thể hình như đâu có đó là quặng vàng găm. Nói chung là những cái này thì cũng không dùng được, không dùng được trong một đôi trang sức anh chị nhá. Anh có thu mua lại đá này không? Đây là hàng giả nhá bạn nhá. Hàng này là hàng lừa đấy. Viên này cũng là hàng giả luôn này. Nó giả đá mặt trăng. Hai cái này là đồ nhựa nhá, đồ giả luôn đấy, bằng nhựa. Ai trời ơi, rất là bận và nhiều việc. Mình không xem được viên đá này vì bạn chụp rất là kém, không nhìn được bạn nhé. Em có một số là trang sức, nhờ anh xem giúp. Nếu tôi không nhầm thì đây là những sản phẩm của Nhật Bản. PT900 Platin.
không thấy dấu gì cả. Đây là sản phẩm Nhật Bản đúng không? Chuẩn xác luôn, của Nhật. Thông thường thì tôi nói luôn là cái những sản phẩm này thông thường là hàng nhảy, có nghĩa là hàng lấy cắp từ các resort. Những viên này có khả năng là kim cương này. Đây là palatin nhá, đây không phải là vàng. Tại palatin này, PT900 này, độ tinh khiết 90%. Thì những cái hàng mang tính chất là hàng trộm như này ấy, thì nói thế nào nhỉ? Tôi vẫn hỗ trợ các bạn về vấn đề chất lượng sản phẩm, nhưng còn những cái hàng này thì nó không nói thì thôi, bỏ qua đi, không nói chuyện về cái hàng này nữa, tại vì những cái hàng này là hàng nó không chính thống. Anh coi dùm em đây là đá gì. Chị này, chị có rất nhiều đá. Đây là những viên ruby này, nhưng mà theo mắt tôi nhìn thì những hàng này hàng xử lý. Còn đây có thể là viên sapphire xanh này, topa này, topa là viên này này. Đấy, một viên mắt mèo. Cái viên trắng chị đang đeo đây là ngọc jade, jade trắng có độ trong. Đây là topa này, đây khả năng là mắt hổ này. Cái này ruby này, ruby xử lý keo nhá. Cái này có thể khả năng là hàng cũng có thể keo. Chị chụp nó hơi khó nhìn, em không hỗ trợ được chị trong cái tình huống này, tại vì là chị chụp màu sắc nó tối quá. Còn cái viên này khả năng là hàng garnet. Hai viên kia là topa. Đây là loại đá gì? Cái này thì nhìn hơi khó nhìn, chưa biết nó là đá gì. Nhưng mà theo về màu sắc cái này thì nó sẽ là một dạng gỗ hóa ngọc. Nó chính là calcedon. Tuy nhiên với màu hổ phách như thế này, nó còn có thêm một loại nữa, đó là cái hổ phách khoảng 4 triệu năm của bên Baika. Và có thêm một phát nữa là long diên hương cũng màu kiểu như thế này. Cái này thì anh nên chụp ảnh lại những cái mặt cắt khác. Thì cái điện thoại bây giờ chụp ảnh nó đâu có tính tiền đâu anh chụp em 10 bức 2 bức gửi vào đây. Đấy, còn chặn người lạ nữa. Rồi, đã hết ở đây, bây giờ đấy người lạ nhá. Có rất nhiều anh chị tôi đã mở ra xem nhưng tôi không kịp nói chuyện với anh chị ở đây, tại vì tôi rất là bận. Có lúc tôi quay được, có lúc không, thì là anh chị có gì mà chưa xem được thì rất là thông cảm. Nếu mà thấy lâu lâu không xem thì anh chị gọi lại tôi cái nhá. Đại Linh này, đây là Thạch Anh, tóc vàng. Cục này không biết là đâu mà rất nhiều người gọi hỏi nhận là của mình. Như khi tôi bảo xin ảnh nữa thì không có. Thạch tóc vàng ok, chuẩn tay tóc vàng, nhưng đừng hỏi tôi về giá nhá. Cái này là nhựa nhá bạn nhá, một cái anh hổ giả nhá. Đây này, nhìn thế này, nhìn thấy nhựa chưa? Chưa nhìn thấy đúng không? Đang hoàn gì lúc ấy. Anh xem hộ em Sapphire có dạng như thế này không? Có bạn ơi, Sapphire có dạng như thế này. Sapphire như này là bình thường. Đâu? Đây là đá gì? Đá này để xem nào. Cái này bạn lật cái đáy lên nhá, chụp cho mình lại cái đáy. Tại vì cái đá này thông thường theo như mắt mình nhìn thì nó đã bị phủ một lớp bóng rồi. Thì nó sẽ có ở hai dạng. Nếu mà loại xịn sẽ là ra đi ít, nhưng mình nghĩ sẽ không là không phải đâu. Với những cái sản phẩm như này thì nó sẽ là thằng đá trắng. Hàng này khai thác tại Yên Bái. Và nó cùng với cái mỏ với Saventin nhá, và nó sẽ phủ một cái lớp dầu bóng lên. Bạn kiểm tra lại cái đáy của nó, chụp ảnh gửi lại cho mình. Đây có phải là Thạch Anh không? Đúng rồi, tóc vàng nhá. Chuẩn luôn, hàng xịn thiên nhiên đấy anh ạ. Chim. Chào Mào. Chim. Điện thoại.
Em mà nhìn thẳng không biết là đá gì. Cái này là ruby rồi bạn ạ. Ruby nhá, ruby tự nhiên. Mỗi tội là màu nó chưa đẹp. Nhờ anh Thái xem hộ đây là cái gì. Mũi dao vạch không làm xước nó. Thực ra với những cái sản phẩm này ở tại Việt Nam ấy, thì với cái màu sắc này ấy, nếu mà không ở Việt Nam ấy thì nó có tồn tại ở ba loại. Thứ nhất là ngọc lục bảo của Zambia. Cái thứ hai nó là một loại tourmaline. Đấy thì loại đắt, rất đắt, ngọc lục bảo tourmaline rất đắt. Thứ ba là thủy tinh núi lửa. Và thứ tư là beryl. Cái này thì anh chụp thế này, mai anh cho em một cái ảnh khác chụp xuyên đèn lên, không phải xuyên đèn thế này, xuyên đèn này không nhìn được. Để đèn thật xa ra để nhìn các bao thể bên trong nhá, em sẽ hỗ trợ anh gần hơn. Nhưng mà em nghĩ cái sản phẩm này nếu mà hòa bình thì nó nghe nó hơi kỳ lạ. Viên này không phải đá quý này, viên này thì có vẫn có khả năng là sapphire nhá. Viên này thì không phải này, viên này thì cũng không phải, những đá này là rất là thường thôi. Đây là dạng tinh thể hình mũ, nó một dạng thạch anh đen. Viên này có khả năng là sapphire này. Đây là tinh thể thạch anh này, hơi bị khó nhìn, không có bút dò đá nhá, chỉ có bút nhận diện đá quý thôi thì không dò được. Cái này là Casedon đấy nhá. Casedon anh nhá. Hi. Chào các chú. Hờ. Em muốn bọc vàng móng hổ, anh có tư vấn được không? Đây là những cái rìu đá. Cái ở dưới là bằng đồng nhá. Cái ở trên thì bằng đá. Cái này thì vật liệu của nó thì tôi cũng chưa rõ nó loại gì, nhưng thông thường nó rất là cứng. Thế còn cái viên đen đen này có thể là tắc tít. Bán thì cũng được đấy, bán cho bên khảo cổ thôi. Đây là đá gì? Đá này xin lỗi anh chị, tôi không xem được cái đá gì cả, nhưng nó không thuộc dòng đá quý. Sản phẩm này của bạn thì cái cục to đen xì này này là cục này, cục đá loại thông thường thôi. Cái viên trong trong như này thì nó có thể là topa với cái màu sắc như này hoặc là thạch anh. Thế còn cái viên này, viên này là calcit nhá. Cái này là calcit, calcit này không dùng được, không có giá trị, nó rất là mềm. Tiếp tục nhá. Đây là ruby. Với cái màu sắc kiểu như này thì khả năng hàng thật là 99%. Đây là viên tourmaline nhá. Tourmaline và hai viên ruby. Cái này thì làm được, làm đồ được bạn ạ. Nếu chất lượng nó không được cao hẳn thôi, nhưng mà nó vẫn là hàng ok. Xin chào anh Thái. Hi. Nhìn đây. Ờ. Đúng rồi. Đây có phải đá quý không? Đây là đá agate đỏ nhá. Nó chính là mã não đỏ đấy. Cái hàng này ở trong Tây Nguyên rất nhiều. Xem giúp cho anh đây là cái gì. Cái viên này là viên sỏi thạch anh này. Cái này là gì thì em cũng không rõ, nhưng mà em nghĩ nó không phải là vàng đâu anh ạ. Hai viên đá này hả? Hai viên đá này không phải là ruby nhá, sỏi bình thường thôi. Cái sỏi màu đỏ có rất nhiều nha anh chị nhá. Anh chị cứ đừng nghĩ là cứ màu đỏ là ruby đâu, không phải đâu. Chào anh, em có ít đồ cần xem. Cái viên này của anh nó là quặng pyrite FeS2.
nó rất là độc, nếu mà anh chị mà đốt vào trong nhiệt độ cao nó sẽ sinh ra lưu huỳnh SiO2 và sinh H2SO4, rất là độc nhá. Và cái nó rất là bẩn, mài nó bẩn kinh khủng luôn. Anh chị soi màu vào thì có thể lên thành màu vàng. Đây là viên thạch anh cuội thôi. Cái viên màu đỏ, cái này là hàng mã não. Cái viên màu đen, xanh xanh đen, đấy là Z. Cái viên màu trắng là thạch anh, viên màu vàng vàng là thạch anh. Và những cái viên này thì nó viên sỏi đá bình thường thôi, nó không có giá trị gì nhiều đâu ạ. Đây, còn quên, xin lỗi. Đây là viên ấy này. Cái viên màu xanh kia khả năng cao là thủy tinh. Cái này là một loại đá nhuộm nhá. Rồi, sơ bộ thế là xong rồi đấy. Xem giúp cho em đây có phải là nanh hổ không. Ok, đây là nanh hổ thật nhá. Hàng này hàng nanh hổ nuôi, bên trong nó giống như cái vỏ trứng ấy. Thật, lấy cho thật nó vỡ. Sapphire bị lỗi. Thực ra mài lại thì nó sẽ hụt ca này. Anh đừng quan tâm đến cara. Để mình dùng, quan trọng thì độ cân thôi anh. Độ nó đẹp thôi. Chào anh Thái. Xem giúp xem đây là chất lượng gì. Ok, miếng đá. Cái này người ta gọi là vỏ chai. Cái viên đá này nó là chính là con tay tượng. Con cái vỏ chai lên tầm một tạ một cái đấy. Một tạ một cái vỏ đấy. Anh chị có thể dùng cái này là của Trung Quốc nhá. À không phải, sorry, xin lỗi anh chị. Cái này anh bị bóng, không phải đâu. Cái này xin lỗi nha, tôi nói nhầm nha. Cái này là agate. Tại vì anh chị quay cái này nó bị bóng nhiều quá. Agate xin lỗi nha, agate trắng nha. Nhưng cũng là Trung Quốc nha. Đấy, như này thì nhìn rõ này. Cái kia là bị sai màu. Ok, cái này là một cái agate xanh. Nhưng cái này là hàng xử lý nha. Agate xanh xử lý. Viên đá này dễ hàng giả lắm anh chị ạ, không phải thật đâu. Đi chứ anh? À. Chào anh, chốt được xe GLC 200 Formatic đỏ đen cho Âu. Cái này anh mua cho vợ anh tuần trước rồi. Đây có phải là vàng không? Anh chú ngoại đây này. Đãi vàng này. Vàng này. Thực ra có vàng hay không thì anh quay video rất là mờ. Bây giờ em phân tích cho anh nghe nhá. Nếu sẽ là vàng, nó là vô định hình. Nếu bất kỳ trên cái mảnh vàng này anh thấy có một mặt phẳng thì nó là hàng giả nhá. Nó sẽ là quặng ferrit. Đấy, nếu mà vô định hình, hình như kiểu cái hạt cát đủ các kiểu sần sần thì nó sẽ là vàng. Vậy anh quay này không xem được, nó mờ lắm. Viên đá này là viên đá thường rất là mềm, cái này nó là một dạng. À, xúi ra núi rồi, chặn rồi, không nói chuyện được. Thôi rồi, tôi nói đi khả năng cổ rồi. Ok. Tôi sẽ gặp anh chị trong chương trình sau nhá. Xin chào và tạm biệt anh chị. Hẹn anh chị mở chương trình mới tập thứ 59. Xin chào và tạm biệt anh chị. Tôi đang ở thành phố Hoa Phượng Đỏ rất là xinh đẹp. Rồi, xin chào. Bye bye. Rất là xấu xí.